Trời ơi, lần đầu tiên chơi được bơi hồ bơi, bơi hồ bơi của nhà mới cô chú. Trời, có ba nó chụp hình đó kìa cô chú kìa. Trời, đeo kiến quá. Trời ơi, lặn luôn. Ôi trời ơi, có ai đâu, ai mướn lặn đâu, tự nhiên lặn nữa, lặn nữa. Ui trời ơi, giỏi ghê luôn ơi. Nhà hồ bơi của mình nên là lặn mạnh mẽ dễ sợ không. Trời ơi, con đeo cái mắt kiến thời tang, dễ sợ cái mắt kiến thời tang. Trời, lặn nữa luôn cô chú ơi, quá dữ rồi. Trời ơi, cái thấy thương không, ham lắm, nó ham. Cái này hột, cái nào mà nó thích là nó lặn dữ lắm, nó lặn giống y chang là hả, cái bồn bồn tắm nhà hợp vậy đó các bạn. Vậy là nó phiêu cái này y như nhà của mình nè. Hồi bữa mình đi hồ bơi, bữa nó đâu có lặn đâu. Hồ hồ bơi nhà kia. À, nó nói ba con có cận cá. Trời ơi, lặn nữa cô chú. Ê con, cái nước này là Ngọc chưa đặt chân xuống luôn các bạn. Ngọc chưa bước ra khỏi luôn á. Đâu có thời gian đâu bước ra khỏi. Đừng có lấy mắt kiến ra nha. Đừng có lấy ra. À đúng rồi, con chỉ chỉnh sửa thôi không. Thì con để nó đi chứ con cần con đưa mẹ làm chi cho nó nằm đó đi. Cá là phải gặp nước. Đúng rồi, nửa đi mày quay cho cô chú. Ôi chào ơi, dạng vậy ta. Wow baby, she's different from another pool. Yeah. Maybe she know this is her home. No, because she got the vest. No, the other pool, remember? She had her vest on, she didn't even wanna swim. Yeah, swim out by herself, yeah. Yeah. She learn how to swim, baby. Baby, can you move another side so she can... Oh, trời ơi, con kìa. Cái nước sao con? How's the water? Very warm. Trời ơi, cái nước ấm lắm, ba chạy nơi nước ấm lắm. Còn Ngọc mà kia Ngọc xuống dưới, Ngọc làm biến quá. Trời ơi, con kìa, 1, 2, 3. Giỏi. Quá đã luôn cô chú ơi. Xuống ê luôn á, xuống gì hướng ử à? Hả? Đâu có hít, con xa lắm. You are way too far. Nó sợ trúng cái đó. Bây giờ con bơi lại cái đó mẹ coi coi. Bơi lại cái đó mẹ coi. No, I can't read. Nói tiếng Việt. Go, jump in. No, Dad, I forgot my goggles. You mean these goggles you just handed me? You need me to put them on you again? Yeah. Nói bye, ba đeo con. Baby, the trap is a little bit too long. Okay, come on. Đây, Daddy. Rồi, để mày mày giật con cá lên. Ok, cho con cá lên đây ngâm nằm đi. Cho con cá lên đây nằm đi. Hiện tại bây giờ là hả 7 giờ tối nha cô chú nha. 7 giờ tối. Trời ơi, đã ê luôn ta ơi, nó thích cái nhà này, thích nhất nhất cái nhà hồ bơi này luôn cô chú ơi. Không thể nào tưởng tượng nổi. Rồi, nhảy, đứng trên giữa nhảy ra. Sẵn sàng chưa? Ủa ông nhảy hả? Trời ơi coi. Hả? Con lại cái cục sâu sâu đó cho mẹ coi. Cái cục sâu sâu đó là cục gì, con lại đó cho mẹ coi coi. Lại cục sâu sâu đó đi. Yeah, give me one second. Nó rủ ba nó đi. Go jump in there real quick and let me post it from there. Ba nó giờ ngồi đang Facebook coi được rồi. Rồi, bước đi, con đi trước rồi ba đi sau. Mới đi Costco mua ba cái kiến nè cô chú. Giờ mùa này là Costco mua kiến cho bán cái đồ này nhiều lắm, tại vì hả người ta mua nhiều á, tới mùa hè người ta đi mua nhiều lắm. Rồi đi đi, măng kỳ quạt, đúng rồi con. Đúng rồi, cổ lên, đội áo xanh, cổ lên. Mới mua cái này luôn nha cô chú nha, áo phao, áo đồ là mua hết luôn đó cô chú. Áo phao là mọi người mà có qua nhà Ngọc mướn là yên tâm nha, có mướn cái nhà này yên tâm. Ngọc mua 2-3 cái áo phao size chay, 2 cái áo phao size em bé nhỏ, rồi 2-3 cái áo phao size cũng vừa mấy đứa lớn, nít lớn nữa. Nên là yên tâm, có áo phao cho mấy đứa bơi hết luôn. Còn mà đứa nào không biết bơi ngồi chỗ này. Sao vậy, tối thui không thấy đường hay gì? Cái mắt kiến đó mà buổi mà nắng là tốt lắm á trời. Nắng á, khi mà nắng á thì con có thể ấy không? Gì vậy? Không có làm mẹ ướt nha. Trời ơi, con mắt kiến. Nhìn mắt kiến thấy mắc cười quá. Chạy đi. Nước mặn hay là ngọt? Dạ không ngọt. Hả? Hai con không. Không sao? Không ngọt. Không ngọt à?
trời ơi trời. Trời ơi nó hiểu tiếng Việt luôn rồi trời ơi, hỏi nước mặn hay ngọt? Dạ không ngọt. Trời, không ngọt là có nghĩa là mặn phải không? Đây mày lại mày gài cái dây đó coi, đi mày gài quấn cái dây đó lại, đưa đây để lại đây mày quấn cái dây đó lại cho. Để cho con đừng có té. Quấn lại đây. Ba nó thiệt đeo cái áo vô cho nó cũng không biết quấn cái đó lại cho nó nữa. Đây đúng rồi, để mày lại mày quấn dây vàng ngọc của mẹ nha. Để vàng ngọc của mẹ đừng có té nha. Trời ơi, lạnh không? Lời lạnh thì nhảy xuống sông đi, nhảy xuống sông cho đỡ lạnh đi con. Ui trời, dữ. Wow. Yeah. Trời ơi, con đã bơi kìa. Đó. Trời. Giữ cho, vận động viên làm bộ bốn. You want to put your thing on? Oh, wow, trời ơi. Ôi, thấy nó ham bơi là vui rồi, là mua căn nhà là giá bao nhiêu tiền là xứng đáng luôn á cô chú nha. Chỉ là để mùa bơi thôi đó. Quá vui luôn cô chú ơi. Ngọc thích nhà này nhất là nó chưa nói thiệt là Ngọc thích cái nhà nhìn nhất là cái hồ bơi. Hồ bơi để cho chay tắm nó bơi để cho vui là Ngọc mừng rồi. Giờ vậy thôi là đủ rồi đó. You're kicking your arms. Oh, I said you kick and arms. You want your feet? Trời ơi, đã chưa? Or you want your glasses? Tại hồi đó đi chơi là đi chỗ nào cũng mướn nhà có hồ bơi. Mà giờ hả, cái mình muốn mùa đông ở bên Michigan, cái mình muốn qua đây cái là có hồ bơi liền cho nó bơi. Cái mùa hè ở Michigan cái nó bơi dưới sông. Là hình chứ chắc làm gì như huấn luyện để làm cầu thủ bơi hay gì, đi chỗ nào cũng bơi. Mong mốt lớn lên làm vận động viên bơi đi con. Giống như Michael Phelps vậy đó. Help me daddy. What do you need help with? Putting your goggles on? Trời ơi cái hồ bơi này nó bơi dạng gì dễ sợ không? Got it? You got it? Trời ơi lặn luôn, trời quá hay luôn. Muốn lặn sâu nữa đó mà áo phao là không cho người ta xuống sâu đó. Then what did you see? She wants to go even deeper. Do you want to take the vest off? Nó muốn xuống sâu nữa đó mà áo phao không cho con người ta xuống. Help you kick your legs. Con tự đặt ơi, con vậy đó, con đạp chân vậy đó. Đúng rồi con. Trời ơi, thấy chưa? No, let her be baby, she's doing great. Okay, she said help. No, she's good, she's doing great. Okay. Con đang làm rất là tốt luôn, khỏi cần ba. Trời ơi, nó nói bye bye giúp con á hả, đạp chân đi. Nhưng mà nó đang làm rất tốt mà. You can't stay too long, Janie. There's mosquitoes out. It's okay. 15 more minutes, she's gonna be over. Trời ơi. Where do golf balls keep coming from? Ôi, đằng kia có cây lan màu tím quá đã luôn cô chú. Trời ơi, nay lặn quá. Trời, coi chừng dính mẹ, trúng mẹ. I just threw it. Đó, monkey walk đó cô chú. Trời ơi, kỹ thuật bữa nay bơi đúng kỹ thuật luôn. Quá trời kỹ thuật luôn. Đợi chừng nào ba về đi làm, ngày nào mẹ cũng bơi với con, là còn mẹ nói thiệt là đúng một tuần là con là khỏe gu luôn. Ba với ba về là mà mình cũng ít chuyện làm lắm chay. Ba về là mình chỉ ở đây mình canh nhà rồi để người ta tới người ta sửa rồi người ta lắp ráp rồi ta làm này kia thôi, chứ hai mẹ con đâu còn gì nữa đâu. Yeah, the next thing I want to invest in this house is a mosquito screen. Chồng mà mới nói là muốn xây một cái lưới, tại vì cái lưới các bạn là nó sẽ rào hết luôn là cỏ cây đồ không có bay xuống được và mũi nó cũng không có ấy xuống được luôn. Nhưng mà Ngọc lại không có thích cái lưới nó sẽ làm cái hồ bơi nó không có đẹp, nhìn nó không có đẹp, nó bị lưới che đó, nên là Ngọc có thích mấy cái lưới đó. Trời ơi, ủa ba bì làm chi, ba bì tắm làm chi, thôi con tắm thôi, để chút nữa ba bì thôi không có đem ba bì xuống, con tắm thôi. Ôi, trục đàn cái trục ngọc á cô chú ơi, cục đàn ngọc á. Ôi trời ơi hay ghê, nó nghe nói tới nó là nó bắt đầu nó trổ tài đó. Cũng show up dữ lắm nha chay nha. Ưa trổ tài lắm nha. Yes baby. We got a little robot vacuum that vacuums the bottom of the pool. Wow, I think where should we stop it though? It just automatically goes. Really? Daddy, help me. What do you need help with? Daddy, can't hold my hands together. Oh, you want to hold my hands? Dạng rồi đó, thấy bên này dạng dạng hơn rồi nè. Quá mừng luôn. Good quá God, luôn. Mà mốt mà bơi với mẹ là mẹ không có cho mà mặc cái áo life vest đó đâu. Bơi. Yeah, we gotta take the life vest off. You gotta learn how to swim without it. Yeah. Con you gotta float without it. You gotta float. That's the biggest thing.
Daddy doesn't know how to float. Look. Trời, ba đâu biết bơi đâu, ba chìm luôn kìa thấy không? You gotta kick your leg. Trời ơi, có ba nó không biết bơi đâu nha cô chủ nhà, ba nó không biết bơi. I can't float. Whoa. Ba nó là bơi bậy vậy thôi, từ đây qua kia vậy thôi, chứ còn mà gọi là gì thả bồng bềnh là không biết thả bồng bềnh đâu. Trời ơi, hàm quá, vui mừng quá. I said I'm not very buoyant. Là gì? Buoyant means is the term that is for floating. Coi nhầm ngày xưa bằng tuổi nó, tôi làm chi có hồ bơi, tôi bơi cái mương á hả, cái bên cái nhà đục ngầu vậy đó, nhỏ xíu vậy đó, bơi cái mương nó muốn nát cái mương nó luôn, rồi cuối cùng biết bơi. Giờ nó mới 3 tuổi nó có cái hồ bơi bự chà bá lửa, mình nó bơi mà được đời không? Ngày xưa con có biết là mẹ bơi cái mương ha hả, nó mương sình á, là mẹ đứng dưới sình không á. Còn con giờ con sướng không, con có cơ, con có nguyên cái hồ bơi bự luôn. So when do you think we'll be ready to rent this place out? Well, when everything is done, painting is done. A month? 2 months? A month? After spring break. Mm-hmm. Yeah. So we're replacing both those fans. Did you know this corner room has a fan? Yeah. So we're gonna take that fan out. Yeah. Just put the light. Mm-hmm. Yep. Thôi hai cho con bơi đi nha. Okay, I'm gonna do the video. Okay. Bye bye, chị đi. Say bye bye. Bye bye. Thanks for watching. Bye bye, cô chú. You want me to fix your goggles?